Hi, xin chào mọi người. Hôm nay đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân xin giới thiệu đến mọi người một chiếc nhẫn quà tặng của một người con hiếu thảo dành cho mẹ nhân ngày sinh nhật. Đây là một cái chiếc nhẫn dựa trên ý tưởng và tinh thần hiếu thảo. Thì bạn này là một người bạn trẻ của Quân, nói là em muốn làm một cái món quà gì đó có giá trị vĩnh cửu để tặng cho mẹ. Thì Quân chọn là đá su bi, thì cũng đúng ý bạn luôn. Bạn đang nghiên cứu về cái chất đá gì đó mà ruby huyết bồ câu, thì Quân cũng đưa ra quyết định Quân đi kiếm ruby huyết bồ câu. Và để có một cái dấu ấn đặc biệt thì anh em Quân mài ra một viên ruby huyết bồ câu màu hồng, chất tự nhiên, có sao. Thì sao cũng không có được rõ lắm vì hôm nay trời không có được đẹp, mà Quân thì phải quay để lấy lại tư liệu giúp cho bạn. Bạn muốn một cái chiếc nhẫn mà nó có tư liệu về nhẫn để làm được một món quà ý nghĩa tặng cho mẹ. Thì ở phiên bản này sau khi lên thì nhìn rất là classic và rất là hợp với lại người lớn tuổi, tầm 70 tuổi. Thì Quân nghĩ cô cũng trẻ lắm, nói chung là cô rất là trẻ, mà đeo chiếc này vào trong mấy ngón giữa thì rất là đẹp. Đây, chúng ta cùng xem qua cái chiếc nhẫn này nha. Quay bên hồ nước sợ rớt xuống. Thì viên đá chủ này có kích thước chiều dài là 12.3mm và kích thước chiều ngang là 8.1mm, rồi kích thước độ dày là 6.6mm. Cân nặng của viên đá chủ này là 12.3 carat. Lạ không? Rất là đẹp, rất là đặc biệt các bạn. Đối với nhẫn ruby thì thông thường chúng sẽ có hai cái phiên bản mà chúng ta sẽ có thể lựa chọn. Thì ở video này mang tính chất là tài liệu nên Quân quay trước ở hình dạng nhẫn bạc đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Quân sẽ quay cái video này viên đá chủ như vậy, với cái chiếc nhẫn là vàng 18K. Thì chúng ta sẽ có đến hai video để có được cái sự so sánh về món quà đặc biệt này, về hình thể của ruby trên những chiếc nhẫn chất liệu khác nhau. Và chúng ta sẽ có những cái đánh giá thật là đẹp về tặng phẩm này. Rồi, Quân xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Trong cái clip thì Quân sẽ ghép thêm phần khi mà cái hộp đá chủ này nó ở dạng là chiếc nhẫn vàng 18K, và Quân sẽ quay riêng cái phần viên đá chủ lúc mà nó hiện sao lên, Quân ghép vào đây. Đó, nếu mà chúng ta nhìn kỹ ở đây nè, chúng ta cũng vẫn thấy là sao nó lắc rồi. Quay chậm nha. Đó. Rồi, chúc tất cả mọi người một ngày giữa tuần thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và tràn đầy năng lượng cho một tuần làm việc.
Thank you.